bá đạo trên EJoy giúp bạn từ khá lên giỏi tiếng Anh. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ cùng luyện nghe chi tiết với tính năng nghe sắc chậm hay auto pause trên EJoy. Và những năm đầu thế kỷ 21, tức là những năm 2000, thế hệ 8X chúng mình đã gắn bó với những chiếc cassette nho nhỏ. Trên đó có nút play, pause, tua trước, tua sau để luyện nghe và nhãn theo. Tuy đơn giản như vậy nhưng mà đấy chính là bí kíp để giúp cho chúng mình có thể đi từ khá lên giỏi tiếng Anh. Tuy nhiên, nội dung thì rất là nghèo nàn, chỉ xoay quanh các giáo trình ở trong cuốn Headway Streamline, và nó chỉ thực sự dành cho những bạn nào cực kỳ siêng năng thì mới có thể trao đổi được. Còn bây giờ, với cách mạng công nghệ 4.0, chúng ta có cả một thế giới thông tin phong phú ở trong tay. Tại sao chúng ta không học ở những nội dung đó nhỉ? Hãy cùng mình theo dõi xem phiên bản 1.0 của nghe sắc chậm ở thế hệ này sẽ là như thế nào nhé. Trước khi bước vào các bước học cụ thể, mình sẽ chia sẻ với bạn lợi ích của nghe sắc chậm. Thứ nhất, nghe sắc chậm buộc não bộ của bạn phải nghĩ, phải tập trung và nắm bắt các từ trong video. Thứ hai, nghe sắc chậm giúp bạn phát hiện ra được những chỗ bạn đã nghe sai, từ đó giúp cho đôi tai của bạn rèn được nghe những trường hợp khó như là nối âm, nói giảm, thì quá khứ, số nhiều. Nhờ đấy bạn sẽ nghe chính xác hơn và nói được đúng hơn. Và thứ ba, đây là cách luyện tập rất là nhanh và giúp bạn rèn được tư duy bằng tiếng Anh, bỏ thói quen dịch ở trong đầu. Và giờ là lúc chúng ta bắt đầu cùng thực hành nhé. Bạn Châu Châu sẽ tiếp tục là nhân vật trải nghiệm trong video lần này của chúng ta. Để học theo cách nghe sắc chậm, chúng ta sẽ có 3 bước. Bước 1 là em sẽ phải xem và hiểu video. Bước 2 là chúng ta sẽ thực hành nghe sắc chậm. Và bước 3 là bước 1, bạn chọn video bạn yêu thích, xem, tra từ để hiểu nội dung. Chúng ta sẽ cùng thực hành với video của Ellen Show. Mình chắc nhiều bạn sẽ thích show của Ellen và hôm nay sẽ là Ellen phỏng vấn BTS. And first of all, let's have introductions. Introduce yourselves, please. Hi, nice to meet you. My name is RM. I'm the leader of this crew and kind of like... Bước 2, luyện nghe với sắc chậm. Giờ chúng ta sẽ luyện nghe với từng câu bằng tính năng auto pause. Hãy cùng luyện với 10 giây đầu nhé. Bạn nghe một câu thoại, video dừng lại để bạn tự nhẩm lại câu đó. Sau đó video sẽ hiện phụ đề để bạn đối chiếu. Và khi bạn đã sẵn sàng, bạn hãy bấm phím cách để chuyển sang câu tiếp theo. Ở câu đầu tiên, bạn có nghe thấy Ellen nói "We're back with BTS." "We are back." Cô ấy không nói là "we are back" mà cô nói "we are back". Lúc đầu chúng ta nghe như là một từ "we are", nhưng thực ra đó chính là hai từ được viết tắt và nói tắt. And first of all. Câu tiếp theo, first of all, first of all. Ellen nói rất nhanh, nghe như là có một từ và có ba âm tiết. Bạn hãy quen với cách nói first of all, vì đấy là cách mà người Mỹ hay nói. Bạn có thể tùy chỉnh thời gian dừng để nhẩm lại. Nếu bạn học ở trên điện thoại, trong phiên bản mới của EJoy, bạn có thể vào phần luyện tập chi tiết sau mỗi video để thực hành với auto pause. Đó chính là phần active listening. Hãy theo dõi video hướng dẫn về 6 bước học ở trên EJoy app nhé. Còn nếu bạn muốn luyện nghe trên Netflix và YouTube, hãy chờ siêu phẩm sắp tới của EJoy cực kỳ bá đạo. Bạn thấy tính năng nghe sắp chậm như thế nào? Mình quả quyết rằng tính năng này sẽ giúp cho trình độ nghe của bạn lên một tầm cao mới. Hãy thử và kiên trì một chút nhé. Để có thể kiên trì được, hãy chọn những video giải trí hài hước mà bạn thích. Đừng quên comment những thắc mắc của bạn về cách học tiếng Anh ở trên EJoy. Chúng mình sẽ tiếp tục sản xuất những video hướng dẫn. Subscribe channel của EJoy để được nhận thông báo nha.